Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đang ở trước cổng chợ đầu mối phía Nam. Hôm nay đi cùng bạn Béo phía trước này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào chợ thôi. Chợ này là chợ đầu mối, bán buôn, bán lẻ tất cả các cái loại hải sản. Chợ này thì họp từ 12 giờ sáng cơ các bạn ạ. 12 giờ đêm, 1 giờ sáng và họp đến trưa. Thời điểm này là người ta bán lẻ nhiều, còn bán buôn thì nó vào buổi sáng cơ. Sáng sớm tinh mơ, lúc khoảng tầm 12 giờ, 1 giờ là cái thời điểm mà chợ này bán buôn đông nhất. Chợ đầu mối phía Nam các bạn nhé. Đấy. Chợ này là đường này đường gì ta? Tân Mai, đường này đường Tân Mai, nằm ở đầu đường Tân Mai giao với cả đường Tam Trinh. Trong chợ này bán buôn đủ thứ. Đây, vào đây các bạn có thể thấy các sạp hàng bán cái gì cũng rất là nhiều, người ta bán buôn. Đấy, các loại ớt này. Các loại chanh ớt. Tỏi. Ôi, rất là nhiều kìa. Tỏi bao nhiêu bầy ra liền. Cam 10.000 một cân. Bên này này cam, ôi cam bên này còn cam 5.000 một cân này. Đấy, cam 5.000 một cân này. Bên này thì là 10.000. Rất nhiều giày dép. Chợ đầu mối phía Nam từ nhiều năm luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Là khu chợ hoạt động được gần chục năm trở lại đây, nằm trong khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai, được khá nhiều tiểu thương Hà Nội và các tỉnh gần xa biết đến. Tại chợ có các mặt hàng tương đối đa dạng cho tiểu thương tìm kiếm hàng kinh doanh như rau củ quả, thực phẩm, thủy, hải sản. Khu chợ này mở cửa khá sớm, các tiểu thương thường đổ về đây từ trước 2 giờ sáng để lấy hàng. Hàng nông sản, thực phẩm tại chợ đầu mối phía Nam được đánh giá là có chất lượng khá tốt. Đồng thời, giá cả hàng hóa ở đây khá rẻ cho các tiểu thương nhập về kinh doanh. Theo khảo sát, mặc dù xăng trong thời gian qua tăng, nhưng giá các mặt hàng tại chợ đầu mối phía Nam vẫn giữ giá, thậm chí một số mặt hàng rau còn giảm. Mặc dù là chợ đầu mối, nhưng từ nhiều năm nay, chợ đầu mối phía Nam có hai hình thức bán buôn và bán lẻ. Chợ bắt đầu đổ buôn từ 2 giờ sáng và tầm 6 giờ sáng trở đi là nhộn nhịp người đến mua lẻ. So với những chợ khác thì những mặt hàng như thịt cá ở đây chênh lệch khoảng 10 đến 20.000 đồng 1 kg. Nhưng đáng nói nhất là rau, củ, quả vẫn là mặt hàng rẻ và nhiều người đến mua nhất. Trước đây có một thời gian thì bà xã mình cũng hay ra đây để mua thịt ở đây vì nó rẻ. Nhưng mà ăn thịt ở đây thì các bạn lưu ý, nếu mà biết chọn thì hãng mua, còn nếu không thì thôi. Trừ khi là bán buôn, bởi vì thịt ở đây người ta như kiểu là thịt đông lạnh ấy, ăn nó không ngon đâu, ăn nó bở. Gì con? Rất nhiều nho, một sạp nho. Ủa, nhiều nho to chưa? Đấy, nho nhiều chưa? Này, ở đây cóc này. Cóc này, lươn này. Ấy chứ không phải là cóc. Đấy, bao nhiêu là nho này? 15.000 một cân nho. Bên kia là nho là 20.000, loại đen là bên trái là 20.000. Là vừng, gạo các loại. À, khu bên này đây, khu bên này là khu hải sản đây này. Đấy, rất nhiều loại hải sản, tôm, tép, cá rô. Bố ơi, bố. Ồ, có cả rô giòn luôn này. Đấy, cá rô giòn ngon cực luôn. Cá này là giá gì nhất của đất nhá. Bố. Tôm này. Bố. Chạch này. Nhiều. Cua, cá, bên này toàn hải sản thôi, đi lầy lội quá. Ui, bên này bao nhiêu măng này, con này tìm một... mấy sạp bán măng liền nhau này, bên tay phải này. Ui, măng này. Ô, nhiều măng chưa, măng khô, măng tươi có cả nhá. À, mà đây toàn măng tươi thôi, không có măng khô. Đấy, toàn măng tươi nhá. Ui, mình chưa bao giờ thấy những cái sạp măng mà nhiều như thế này, quá nhiều luôn. Con đi trước đây. Đấy, đi trước người ta lại càng nhiều.
Đi con ơi, đi thôi. Đấy, bên này thì các vựa rau, tất cả các sạp bán rau, rau sống, các loại rau, dưa chuột, cải, súp lơ, bí, đĩa tô, rau sống rất nhiều. Rất nhiều rau nhá. Tỏi, gừng, cà rốt, hành. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây người ta bán buôn, người ta bày ra rất là nhiều. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, đây đằng sau này là một bạn này, bạn béo này, Quỳnh Anh to này. Ô, đây là cái củ gì đây? Củ này là củ gì đây? Bạn nào biết củ này củ gì không nhỉ? Củ này là củ củ tím, hình như là củ tím để nấu canh hay sao? Chị ơi, cái củ này là củ gì ấy chị? Củ gì à? À, vâng. Đi con ơi. Đi một vòng giới thiệu cho các bạn xem ở khu chợ này. Ở đầu kia như là quần áo, chỗ đầu kia mình chưa đi bao giờ. Ngay cả bản thân là những cái khu vực này thì mình cũng ít đi vào đây. Trước đi vào đây có một vài lần thôi, thì chỉ dừng lại ở cái chỗ đoạn đầu bán thịt gà thịt vịt đầu kia thôi. Đây phía bên này là mấy cái gian thịt gà này, thịt gà thịt ngan, người ta đang chặt gà chặt ngan đấy. Đấy, hoa quả này. Vâng, đây, đi ngược lại đây. Đấy, chị sợ quay gà. Rồi. Chị thường lấy, chị thường 108 thì nó lấy. Đây. Súp lơ này. Cái hàng súp lơ hàng này bán đã gần hết rồi. Bí này. Lúc này chúng ta đi như thế này chúng ta thấy đông vậy, nhưng mà đêm còn đông hơn. Bây giờ thì là người ta bán lẻ nhiều, đa số là bán lẻ, còn bán buôn thì nó rơi vào tầm sáng sớm cơ. Đấy, bên này quần áo này. Đi sang bên này xem quần áo đi con. Đâu, thế nhà áo kiểu gì? Nhưng mà nó bé tí à. Nó bé thì áo đấy em may trang em mặc còn chật. Đấy, quần áo này, quần kaki, áo thu. Đấy, những áo này thì giá thành nó cũng rẻ thôi, nó không đắt. Quần áo thu ở đầu kia kìa, phụ nữ. Nói chung là nam nữ có cả. Thôi đi, ra đây. Quần áo xem buồn lắm. Ta xem rau dưa củ quả, những sản phẩm chính có trong chợ này. Đâu? Đây toàn quần áo trẻ à? Em thôi. Ê, cái gì đã mất máu rồi. Bố mà bây giờ con bị mất máu đấy. Con chó to không? Nó rất là to. Đây một anh bán về nhà gà. Mình có cho cái dao vào khay này. Đấy. Về nhà buồn thì mình đẩy tới vui mình kéo này này, một bên về nhà mình bài dao dao bến này. Mày này bên này mày không thích về nhà mình bài kéo cắt tóc, bài kéo thơ may nó sẵn lắm anh ạ. Mình bài 5-7 giây này qua ra 12. Úi dồi ôi, nó sắc nó bén chịu không nổi luôn ạ. Mà một viên chỉ có 20.000 đồng, 20.000 đồng là một viên. Và đặc biệt này, đằng sau nó có nước băng keo này. Về nhà mình có thể dán trên bờ tường, bờ bếp nhà mình luôn. Ở đây không thích mài dao này, về nhà mình mài kéo cắt tóc, mài kéo thợ may, hay mài kéo cắt cá, hay mài kéo cắt thịt luôn. Không có, về nhà là mình mài dao đen, dao trắng, dao inox, dao bỏ đâu ngày, dao mài đi ạ. Mà một viên chỉ có 20.000 đồng, 20.000 đồng là một viên nha. Ở đây không thích mài dao inox, mài kéo này, về nhà mình mài dao đen này.
về nhà buồn thì mình đẩy tới, vui mình kéo này này, một bên về kéo cắt tóc, mày kéo ra mày. Mình bài 5-7 giây bom mình thai. Úi dồi ôi, nó sắc nó bén chịu không nổi luôn ạ. Mà một viên chỉ có 20.000 đồng, 20.000 đồng là một viên. Đã khỏi bắt công, mình mang ra tiệm, về nhà mình bài 5-7 kéo đi ạ. Còn nói hay quá. Đó, có một viên chỉ có 20.000 đồng. Ở những anh bán mài dao mài kéo đấy mới thực sự là những anh bán hàng giỏi, nói rất có cảm xúc và rất hay. Cái này phải những bạn nào mà bán hàng thị trường thì cần phải học hỏi những cái lời là mời như vậy. Anh mua đôi dép không? Bố mua cho một đôi để bố xem có đôi nào bố thích không. Vâng. Đây mày, có đứa gái xinh như thế này thôi rồi. Mày em mẹ mày ấn tượng. Khách hàng cũng rất là chuyên nghiệp đấy, có công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chính họ là nhà sản xuất. Con đi đôi này không? Đi kiểu đôi như này không? Hả? Hả? Đôi này đi bền. Yêu yêu vừa thôi. Nhưng lấy những cái đôi kiểu này đi nó bền này. Đôi này hơi to đúng không? Hơi to. Màu trắng là size 36 thôi chứ. Màu trắng là màu xanh đấy mà bảo. Vâng. Đem màu trắng đem mà. Lấy size 36 nha. Con này nó thích cái đôi là nó yêu yêu hơn một tí đó. Đây cũng có rồi. Thôi đi, đi. À. Thôi, đừng, con đừng chơi, vừa chơi con. Nó gặp cười nhé. Vừa đi vừa chơi lao đầu vào xe máy. Thôi, tắt đi. Tắt đi. À, bên kia bán cả cây cảnh kìa. Này quay đi quay hết cho các bạn luôn nhá, quay một vòng quanh chợ đầu mối phía Nam này, quay để cho các bạn biết rằng là ở trong này có những sản phẩm gì. Lắm lúc mình lia cái máy chẳng may nó hơi bị mờ một chút thì bạn các bạn cố gắng thông cảm nhé, mình đang quay bằng điện thoại thôi. Đấy, bên này có rất nhiều cây cảnh này, người ta bán cây cảnh này nhiều chưa. Có cả cây hoa màu gà này. Hoa màu 3 cây nhá. Trong này đông người vào mua cây. Đấy, chợ cây đông khách phết các bạn nhé. Người vào mua nườm nượp luôn. Đây, đây nhiều hoa đẹp không? Này. Đấy, rất nhiều hoa đẹp nhé. Đi con đi. Đấy, chỉ có một khúc như thế này thôi. Là nhiều cây khác. Đây đi. À, còn phía bên này nữa này. Phía bên này ra kia còn dài khoảng tầm 20 mét nữa. Người ta bán cây cảnh. Có cả lan này, phía bên trái chúng ta này. Là bán lan, đi. Bên này. Đây, đi ra đây quay cho các bạn xem. Đấy, rất nhiều loại lan. Hoa hồng này, cửa hàng hoa hồng này, hoa cúc này.
thì bên này thì bán những cái mấy giờ người ta mới mở cửa 8 giờ hơn. Chú mua nhiều giỏ đấy chú. Bên này là các loại bỏng, bí đỏ, sữa chua ở đây bán nhiều này, sữa chua, dầu ăn. Gì con? Hộp đấy, con đúng không? À bánh đấy, bánh đấy to quá, cầm tưởng con uống sữa, uống mua sữa cho. Mua cái hộp bánh to tướng ấy, cầm lại phải cầm. Thế á? Thế con thích thì ra mua một hộp đi. Bỏ cái điện thoại đi. Ngô. Ngô này là 6.000 đồng một bắp. 6.000 đồng một bắp ngô. Bên này là rau củ, bên kia là khoai. Cửa hàng khoai. Đây có một cô bán hàng, cô ấy bán hàng tự động. Đây là cô đang bán bánh chưng này, bánh chưng rán này. Đói. Đấy, bán bánh chưng rán, bánh mì. Cô có vẻ hơi còng. Những người mà thòng lưng như vậy là người ta rất là vất vả. Ra chỗ này có vẻ thoáng và thưa hơn. Táo mèo, yên bái, nấm. Đây đến đoạn này là thoáng ít hàng rồi. Thôi đi, mình quay lại đi con ơi. Đi con ơi. 9.000 à? 10.000 à? Làm gì được 10.000? Thôi, mình xin phép dừng video ở đây. Như vậy là chúng ta cũng đã đi hầu hết các cái gian hàng ở trong khu chợ đầu mối phía Nam này rồi. Thực ra thì cũng có những cái ngách mà mình chưa đi, nhưng mà những cái sản phẩm thì nó cũng sẽ quay lại những cái sản phẩm cũ như vậy thôi. Các bạn đừng quên đăng ký, ấn like và chia sẻ video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.